Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 2 năm 2024, Thành Võ có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay nhà thầu đã thi công hoàn thành mái che đường vào khu vực nhà vệ sinh của phòng khám, rất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát. Công trình do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, những nụ cười rạng rỡ trên môi của các bệnh nhân ung thư tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy minh chứng cho sự lan tỏa lòng nhân ái. Nhờ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã có được bộ cửa nhôm mới cho 4 phòng chức năng, hệ thống cửa chính ra vào, cửa sổ, nhà cửa bảo vệ và các hệ thống nhà vệ sinh, đã giúp không gian nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trở nên khang trang, sạch đẹp và tiện nghi hơn. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy là nơi tiếp nhận hỗ trợ điều trị chữa bệnh ung thư cho những bệnh nhân. Nơi đây hành động dựa trên sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn hạn chế, phòng khám còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo môi trường hỗ trợ khám chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân. Thấu hiểu được điều này, một nhà hảo tâm đã quyết định hỗ trợ phòng khám một bộ cửa nhôm mới. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp cho phòng khám trở nên khang trang, sạch đẹp và tiện nghi hơn. Bộ cửa nhôm lắp đặt tại phòng khám giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài, tạo môi trường yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi và điều trị, giúp giữ nhiệt độ phòng khám mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt là trong những mùa nắng nóng như hiện nay, giúp bảo vệ cho phòng khám khỏi tác động của mưa gió, đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị y tế, thảo mộc, rạ nứt tinh khiết, mang đến cho phòng khám vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và chuyên nghiệp. Hành động của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của các thầy và bệnh nhân tại phòng khám. Món quà này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hỗ trợ khám chữa bệnh ung thư, hành động của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của các thầy và bệnh nhân tại phòng khám. Món quà này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hỗ trợ khám chữa bệnh ung thư mà còn tiếp nhận động lực cho các bệnh nhân trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ sau khi được phục dựng lại tới hôm nay, công trình nối tiếp công trình đã làm cho bộ mặt phòng khám ngày càng đổi mới, đáng ghi nhận. Thật sự rất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát. Những công trình đó xuất phát từ những câu chuyện về các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Hy vọng rằng những hành động đẹp này sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho mọi người khác cùng chung tay giúp đỡ phòng khám để hỗ trợ điều trị ung thư cho những hoàn cảnh mang bệnh hiểm nghèo còn gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam. Niềm vui của các bệnh nhân ung thư chính là món quà ý nghĩa nhất của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn thể hiện lòng bác ái cho cộng đồng. Dạ thưa sư có thể cho con biết là họ tên gì với từ đâu đến vậy? Anh sư tên Kim Thanh Huân, tôi ở chùa Hạnh Phúc Tăng, Vĩnh Liêm, Vĩnh Long. Dạ, mẹ sư, đây là mẹ sư, chị hai sư. Mẹ sư bệnh cũng lâu rồi, lúc trước triệu chứng thì cũng ho ra máu đó, rồi mệt mỏi. Thì cũng đi mua thuốc tây về uống rồi đi khám bệnh ở Sài Gòn. Hiện tại là cái triệu chứng của bà đang như thế nào á con? Lúc nhức nhức một bên phổi, nhức da, khó thở. Cái nguyện vọng của sư á là muốn muốn các thầy ở đây á là sẽ làm thế nào để giúp sư để... thì mà nguyện vọng là kéo dài sự sống cho bà thân sư còn gì nữa không sư? Là cho hết bệnh, hết tai qua nạn khỏi vậy đó. Mong Vậy rằng thì
sư mới vô đây thì cảm giác của sư có thể tin tưởng tuyệt đối vào chỗ này không, hay là tức là nói rõ cái sự tin tưởng của mình đối với đây? Dạ có tin tưởng chứ. Dạ, mình có tin tưởng mình mới có thể nghĩ đến bà thân mình khỏi bệnh được. Dạ, mình phải tin tưởng bác sĩ. Rồi hãy cho biết họ tên gì và đến từ đâu. Dạ, con Phạm Thị Phượng ạ, con đến từ Hải Phòng ạ. Con năm nay 36 tuổi ạ. Con bị ca vú ạ. Đầu tiên cho xin biết đó là đầu tiên là bệnh gì, mình triệu chứng ra sao, rồi đi vô ở đâu khám, rồi dạ. Khám nào? Con đầu tiên thì con sờ thấy cái khối u ở vú trái này, nào con đi siêu âm thì người ta cho làm sinh thiết thì người ta chẩn đoán là bị ung thư, thì con đi lên bệnh viện Hà Nội khám bệnh viện Ung bướu Hà Nội thì người ta kết luận là ung thư vú. Thế là em con đợt trước là chữa ở đây rồi thì bảo bệnh viện người ta bảo là nhập viện để điều trị, nhưng mà em con chữa ở đây thế là nó khỏi rồi thì là nó bảo con là cứ đi vào đây chữa. Thế là con đi vào đây chữa thì đến giờ là được 3 tháng 10 ngày thì là con đi khám thì bệnh viện người ta cũng bảo kết quả tốt, thế giờ con mang về cho thầy Thanh xem thì thầy cũng bảo là kết quả tốt, thì thứ ba thầy cho ra viện ạ. Thứ ba này cho ra viện. Dạ. Vậy thì trong quá trình đó mà mình điều trị ở đây nè. Dạ. Mình làm như thế nào để cho hết bệnh? Dạ, con ăn theo phác đồ của cha mấy các thầy hướng dẫn thì là về ăn theo phác đồ mới này. Không ăn động vật, thế này uống thuốc trà thảo dược Nalo nữa, để ăn cháo Nalo với trà thảo dược Nalo ạ, với ăn rau củ quả. Rồi thứ ba này chuẩn bị ra viện thì có mừng vui gì không, với có cái gì mà để rút kinh nghiệm cho những cái người bệnh nhân khác không? Dạ, hôm qua thì con lấy kết quả thì xem kết quả thì cũng không biết như nào, nhưng mà hôm nay khi thầy tư vấn thì thầy đọc kết quả thì thầy bảo như này là hoàn thành phác đồ rồi, là thứ ba thầy cho làm lễ thì là con cũng vui ạ. Được. Được, có san sẻ những kinh nghiệm gì đó cho những bệnh nhân khác khi mình bị bệnh? Dạ, con cũng khuyên những bệnh nhân khác thì sao? Dạ, con cũng khuyên các bệnh nhân khác là ăn uống tuân thủ theo phác đồ của cha mấy các thầy để nhanh sớm được hết bệnh ạ. Rồi trong quá trình mà trị bệnh ở đây á, rồi các thầy có làm khó làm dễ gì không? Dạ không ạ, các thầy chu đáo nhiệt tình mà tư vấn tận tình với lại dặn dò cho bệnh nhân kỹ lưỡng để các bệnh nhân ăn theo phác đồ của cha. Rồi cái cách chăm sóc của các thầy đối với bệnh nhân như thế nào, có thể nhận xét đánh giá? Dạ các thầy rất nhiệt tình và quan tâm bệnh nhân ạ. Cái điều kiện cơ sở khang trang như có bản thân bệnh nhân, nói chung là 3 tháng thì chắc cũng biết mà sự kiện xảy ra ở đây phải không? Dạ vâng ạ. Rồi có thể nói đến những tâm tư suy nghĩ của mình về phòng khám này. Dạ thì cái lúc mà con chữa ở đây được hơn tháng thì phòng khám là bị phá rỡ, thì lúc đấy là bệnh nhân con với cả các bệnh nhân khác thì là rất là hoang mang, và lúc đấy là kiểu giống như là đang chữa dở mà bị phải bỏ về thì là con cũng buồn. Nhưng mà lúc thầy Thanh mà nhắn tin bảo là thầy vẫn tiếp tục điều trị không? Vâng, thầy nhắn tin là động viên bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị ở đây. Thế là con lúc đấy con cũng định về, nhưng mà mấy người cứ khuyên ở lại. Thế là con ở lại tiếp tục thì là đến lúc thầy lại nhắn tin thông báo này bảo là thầy che bạt tạm lên để chữa cho bệnh nhân. Thì lúc đấy là bọn con lại có động lực để ở lại tiếp ạ. Không phải lúc đấy là đã chuẩn bị là đồ đạc để về rồi. Nhắc tới chuyện đó ai cũng xúc động. Vâng ạ. Tại phòng khám thì bị dỡ xong này, bệnh nhân thì đang chữa nên là bệnh của con thì nó cũng chưa được như nào, chưa biết được kết quả ra làm sao. Rồi bây giờ được thì rất mừng ha. Dạ, và giờ thì con kết quả thầy đọc hết bệnh rồi thì con cũng vui mừng ạ. Dạ, con cũng bây giờ phòng khám được khang trang như này, con cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ phòng khám, giúp đỡ các thầy để có được như ngày hôm nay ạ, để chăm lo cho bệnh nhân được hết bệnh ạ. Rồi cảm ơn chị, mong chị về cố giữ gìn phác đồ. Dạ. Và vượt khỏi, chung thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Dạ. Rồi xin cảm ơn chị. Dạ.
khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.